the place maybe some of you all have heard of called Khe San. Anh về anh nhớ số ổng ở trong Marine và ông đó đã chiến đấu và bị cái thương tích ở Khe San. I remember being a little boy and the pride that I had knowing that my older brother was standing and fighting for freedom for others. À, ông nhớ lúc ổng còn nhỏ thì ổng đứng và ổng nhớ là anh của ổng đã chiến đấu để mà kiếm được tự do cho mọi người. It's no different from my father who served in World War II to fight for freedom for others. Và ba của ông cũng chiến đấu trong chiến tranh World War II mà cũng phải chiến đấu để fighting cho tất cả mọi người. And I served in the army for 22 years. Ông ở trong bộ binh 22 năm. And now my older brother's son, my nephew, is also serving in the army. Người con trai lớn của người anh của ổng hiện tại cũng đang ở trong ở quân đội. What you see here is the reason why we can have freedom. Men and women who will stand up and fight against evil. If there is any people in America that understands what socialism, Marxism, and communism is, it's the Vietnamese people. Ở đây là cái người mà hiểu biết nhiều nhất về xã hội chủ nghĩa không ai khác hơn là người Việt Nam của mình. Sadly, you lost your country to that evil. Và mình đã mất cái nước cho xã hội chủ nghĩa. And now that same evil is appearing in this country. Và một lần nữa, ở những cái người mà xã hội chủ nghĩa đó đã để mà muốn làm mất cái nước Mỹ này. And just as we stood together with my brother and these men, we must stand together now. Và tất cả mọi người ở đây, tôi đứng ở đây với lại hai người ở trong quân đội và đồng thời với người anh của họ để mà mình phải chống lại. We must not allow the thing that we hold precious, our vote, to be taken away from us. Và mình không có đồng ý là tất cả những cái lá phiếu bị lấy bởi bên kia. We must not allow people that believe in a socialist mentality to overtake the United States of America. Và nhất định là mình không có cho xã hội chủ nghĩa chiếm nước Mỹ này. This is a new fight that we have. Đây là một cái chiến tranh mà mình phải đánh. But just the same as you look at that statue there. Và giống như là mình thấy cái hình ảnh của hai người lính trên này. Of an American soldier and a South Vietnamese soldier. Và cái người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người chiến sĩ We are all soldiers together in the fight for America, the fight for liberty, and the fight for freedom. Tất cả chúng tôi đều đứng với nhau và chiến đấu để cho tự do dân chủ. And we must be committed. Và mình chắc chắn là phải. That we will pass on a better America. Và mình phải làm cho nước Mỹ này hùng mạnh lên. To our children and to our grandchildren. Con cháu của mình. Just the same as when I was watching my brother serve in Vietnam. Giống như là hồi đó là tôi đã nhìn thấy anh của tôi chiến đấu ở Việt Nam. And just the same as these men were serving in Vietnam. Giống như là những người trong anh đây đã từng chiến đấu ở Việt Nam. I stand today with my brothers here. And we will not surrender. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. We will not retreat. Mình sẽ không bao giờ rút lui. And we will not stand down. Và mình sẽ không bao giờ yes. Very end. Mình phải chiến đấu yes. Đến cùng. For the two flags that stand up here, yes. The American flag and the Vietnamese flag, but even more. Mình sẽ chiến đấu và mình sẽ bên kia cả lá cờ Mỹ và lá cờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. The flag that represents the great state of Texas. Texas, when we are threatened and we are challenged, we have a saying. Ở trong tiểu bang Texas thì mình lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hết. Come and take it. God bless you all. God bless America. God bless the Vietnamese community. And God bless Texas. Yeah.